Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Nga phản công dữ dội, dồn lực đẩy quân Ukraine khỏi lãnh thổ. Theo các video do Bộ Quốc phòng Nga công bố, máy bay không người lái UAV và trực thăng tấn công của Nga đã nhắm mục tiêu vào xe tăng, binh sĩ và xe bọc thép của Ukraine khi lực lượng này tham gia cuộc tấn công ở vùng Kursk. Vào đầu tháng này, hàng nghìn quân Ukraine đã vượt qua biên giới Nga trong một động thái mà Moscow cáo buộc là hành động khủng bố. Nga đã đáp trả bằng các cuộc không kích và pháo kích dữ dội vào đối phương. Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 330 quân nhân và 27 thiết bị trong ngày, bao gồm 4 xe tăng, 1 xe chiến đấu bộ binh, 19 xe bọc thép, 8 phương tiện, 2 khẩu pháo và 3 súng cối, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hôm 19 tháng 8. Các video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy lực lượng Ukraine tiếp tục bị phá hủy tại Kursk. Đoạn video đầu tiên dài 20 giây cho thấy một xe tăng vẫn còn trên xe tải vận chuyển bị một máy bay không người lái trinh sát phát hiện và bị một UAV Lancet phá hủy. Một video khác cũng dài 20 giây cho thấy một xe bọc thép chở quân của Ukraine đổ trên đường cao tốc. Một cuộc tấn công của UAV Lancet đã khiến phương tiện quân sự này bốc cháy, trong khi lính bộ binh Ukraine bỏ chạy. Video thứ ba cho thấy trực thăng tấn công Mi-28 cất cánh để bắn tên lửa vào cả đơn vị thiết giáp và binh sĩ Ukraine. Theo quân đội Nga, các trực thăng đã sử dụng tên lửa dẫn đường 9K-121 Vic để thực hiện thành công nhiệm vụ. Các cuộc không kích và tên lửa của Nga đã nhắm vào quân đội Ukraine cả bên trong khu vực Kursk và khu vực Sumy của Ukraine, theo Moscow. Các thành phần của lữ đoàn cơ giới số 22, 61 và 115, lữ đoàn xung kích số 80 và 82, lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 103 và 129 của Ukraine đã tham gia cuộc xâm nhập vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19 tháng 8 cho biết, sau 2 tuần tấn công vào vùng biên giới Kursk của Nga, quân đội Ukraine hiện kiểm soát 92 khu định cư ở đây, hay khoảng 1.250 km2 lãnh thổ. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, chiến dịch tấn công vào Kursk là khoản đầu tư lớn nhất nhằm đưa người Ukraine bị Nga bắt giữ trở về nhà. Chúng tôi đã bắt giữ số lượng tù nhân Nga lớn nhất trong một chiến dịch, và đây là một kết quả quan trọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục, ông Zelensky cho hay. Trước đó, ông Zelensky tuyên bố, mục tiêu chiến dịch đột kích của Ukraine là tạo ra một vùng đệm dọc biên giới Nga, Ukraine và gây tổn thất tối đa cho tiềm lực quân sự của Moscow. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, lực lượng Ukraine tiếp tục tiến dọc theo toàn bộ giới tuyến tỉnh Kursk của Nga và đã đạt được một số tiến bộ về phía đông nam thị trấn Sudzha chiến lược. Tiết lộ mục đích Ukraine phá hủy cầu phao của Nga trên sông Sim. Theo các nhà quan sát, Ukraine phá hủy các cây cầu phao trên sông Sim nhằm cản trở các tuyến hậu cần và cắt đứt nguồn tiếp tế quân sự cho lực lượng Nga đang đồn trú ở phía nam con sông, đồng thời củng cố quyền kiểm soát khu của Kiev tại vực này. Theo giới chức Nga, vào cuối tuần, Ukraine được cho là đã tấn công hai cây cầu, một cây cầu bắc qua sông Sim ở quận Gluskovsky và một cây cầu bắc qua sông Sim ở làng Svano. Hôm 19 tháng 8, Điện Kremlin tiếp tục xác nhận rằng Ukraine đã tấn công và làm hư hại cây cầu thứ ba bắc qua sông Sim. Các nhà phân tích quân sự cho biết các cầu này là một phần của tuyến tiếp tế quan trọng cho quân đội Nga bảo vệ khu vực. Ukraine hiện vẫn chưa bình luận về vụ tấn công này. Ông Alex Kocharov, một nhà phân tích rủi ro của Global Market Intelligence, cho biết việc phá hủy các cây cầu khiến lực lượng Nga chỉ còn một cây cầu phao tạm thời để tiếp tế cho các đơn vị của họ. Ông cũng cho biết trong một bài đăng trên X vào hôm 19 tháng 8 rằng cây cầu phao nằm trong tầm bắn của pháo binh Ukraine, khiến những người lính Nga gặp nguy hiểm khi băng qua cầu. Ông John Hardy, phó giám đốc chương trình Nga tại Quỹ Bảo vệ Dân chủ, Ukraine phá hủy những cây cầu này nhằm mở rộng khu vực chiếm đóng ở Kursk, tăng cường phòng thủ và sử dụng con sông như một rào cản phòng thủ tự nhiên. Trong bài phát biểu vào tối ngày 18 tháng 8, theo giờ địa phương,
Tổng thống Zelensky tuyên bố quân đội Ukraine đang tạo ra một vùng đệm dọc biên giới Ukraine với Nga, một phần trong những gì mà ông mô tả là hành động phản công tối đa nhằm mục đích gây tổn hại đến tiềm lực quân sự của Nga. Mọi thứ gây ra tổn thất cho quân đội Nga, nhà nước Nga, tổ hợp công nghiệp quân sự và nền kinh tế của họ. Tất cả những điều này đều giúp chúng tôi ngăn chặn việc mở rộng chiến tranh, ông Zelensky nói. Ông Emin Kastehemi, một nhà phân tích quân sự của tổ chức Blackbird, cho rằng Ukraine có khả năng đang tìm kiếm các hướng tiềm năng mà lực lượng của mình có thể tiếp tục tấn công ở khu vực Kursk, trục Tekino-Gluskovo có thể là một trong số đó. Vì có rất ít mục tiêu chiến lược cần đạt được ở Kursk, nên Ukraine có thể đang tìm kiếm chiến thắng theo con đường ngắn nhất. Một chiến dịch nhanh chóng mà không có tổn thất không cần thiết ở Gluskovo có thể là một chiến dịch như vậy, ông Kastehemi nói. Nhà phân tích này cũng cảnh báo Ukraine nên Nga có thể đã chuẩn bị cho kịch bản bị Ukraine tấn công cầu phao và có thể sẽ xây dựng thêm nhiều cây cầu tạm thời bắc qua sông để tiếp tế cho quân đội của mình. Con sông không nhỏ, nhưng cũng không quá rộng. Vì vậy, việc xây thêm nhiều cây cầu tạm thời không phải là vấn đề quá lớn, ông Kastehemi cho biết. Ukraine tạo vùng đệm phá hủy cầu ở tỉnh Kursk. Trong bài phát biểu vào tối 18 tháng 8, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đang nỗ lực tạo ra vùng đệm với Nga khi nhắc tới chiến sự ở tỉnh Kursk, theo tờ Kiev Independent. Trước đó cùng ngày, tư lệnh không quân Ukraine ông Mykola Oleschuk cho biết tại tỉnh Kursk, lực lượng Ukraine đã phá hủy một cây cầu quan trọng thứ hai ở khu vực này bên cạnh chiếc cầu ở quận Gluskovsky bị phá hủy vào hôm 16 tháng 8. Trên Telegram, ông Oleschuk đã đăng tải một đoạn video cho thấy những gì ông cho là cuộc không kích chính xác vào cây cầu này. Theo ông, không quân Ukraine tiếp tục tước đi khả năng hậu cần của Nga bằng các cuộc không kích chính xác, tác động đáng kể đến tiến trình giao tranh. Mặc dù ông Oleschuk không nêu rõ vị trí của cây cầu, nhưng kênh Telegram Mass của Nga cho biết đó là một cây cầu bắc qua sông Seim gần làng Svanoye. Kênh Telegram cũng cho rằng Ukraine đã dùng tên lửa phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ cung cấp được sử dụng trong cuộc tấn công. Tờ Kiev Independent không thể xác minh những tuyên bố này. Ông Zelensky công bố chiến tích Ukraine ở tỉnh Kursk. Ngày 19 tháng 8, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho biết sở dĩ Kiev đã không tiết lộ quá trình chuẩn bị chiến dịch tấn công tỉnh Kursk, Nga với các đồng minh của Ukraine vì thế giới có thể coi đây là hành động vượt qua giới hạn cao nhất trong mọi lằn xanh đỏ của Nga, theo tờ Kiev Independent. Chỉ vài tháng trước, nhiều người trên khắp thế giới, nếu họ nghe nói rằng chúng tôi đang lên kế hoạch cho một chiến dịch như ở tỉnh Kursk, họ sẽ nói rằng điều đó là không thể và rằng nó sẽ vượt qua giới hạn cao nhất trong làn danh đỏ mà Nga đặt ra. Đó là lý do tại sao không ai biết về sự chuẩn bị của chúng tôi, ông Zelensky nói trong chuyến thăm thành phố Dnipro. Cạnh đó, ông Zelensky cho biết lực lượng Ukraine đang kiểm soát 92 khu định cư và hơn 1.250 km2 tại tỉnh Kursk, Nga trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn ở tỉnh này. Ông Zelensky nói rằng Ukraine tiếp tục củng cố các cứ điểm, ổn định một số khu vực ở Kursk và bắt tù binh Nga. Theo ông Zelensky, trong một chiến dịch, Ukraine đã bắt được lượng lớn tù binh Nga và đó là một kết quả quan trọng. Phía Nga chưa bình luận về những thông tin này và Kiev Independent không thể xác minh được thông tin mà ông Zelensky đưa ra về lãnh thổ Nga bị Ukraine kiểm soát. Ở diễn biến liên quan, trong đoạn video được công bố vào ngày 19 tháng 8, một quan chức của Ủy ban Điều tra Nga tuyên bố rằng lực lượng Ukraine đã tấn công cây cầu thứ ba bắc qua sông Seim ở tỉnh Kursk. Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Nếu được xác nhận, đây sẽ là cuộc tấn công thành công của Ukraine vào cây cầu cuối cùng bắc qua sông Seim ở quận Gluskovsky, nằm gần biên giới với tỉnh Sumy, Ukraine. Trước đó, tư lệnh không quân Ukraine, ông Mykola Oleschuk cho biết hai cây cầu ở Kursk đã bị Ukraine phá hủy, cản trở khả năng tiếp tế cho quân Nga chống lại cuộc xâm nhập biên giới từ Ukraine. Hai cây cầu này nằm gần làng Zivanoye và thị trấn Gluskovo. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!